Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Giờ chúng ta cùng dây một nhà tên là Un gạch ngang Army các bạn ạ. Chúng ta cùng xem nhà này có gì tốt nha các bạn. Trong xe tải không có cái gì cả các bạn ạ. Hơi đều. Cùng chặt cái tường gỗ này xuống nha các bạn. Và chúng ta đã vào được trong nhà các bạn ạ. Vậy là chúng ta đã mở ra toàn bộ căn phòng của cái nhà này rồi các bạn ạ. Và theo như tôi thấy thì chúng ta có 4 cái hòm các bạn ạ. Cùng chặt chiếc hòm đầu tiên xuống nhé. Bên trong chúng ta có cà rốt này, sắt này, xăng này, pin này, điện thoại hỏng này, da sống này các bạn ạ. Chẳng có gì đặc biệt cả các bạn ạ. Đồ quá tầm thường luôn. Đây chiếc hòm thứ hai của chúng ta các bạn ạ. Lưỡi cưa nửa độ bền này, hộp thức ăn này, tấm gỗ này, lại da sống này các bạn, với đá. Toàn đồ lặt vặt linh tinh thôi các bạn ạ. Chiếc hòm thứ ba chúng ta có đồ ăn đóng hộp này, gạch này, lại tấm gỗ tiếp, với gỗ này các bạn, một cái thẻ đỏ. Đồ quá đều luôn các bạn ạ. Trong đây chúng ta có tấm gỗ này các bạn. Lấy luôn các bạn ạ. Gỗ tôi không chê đâu. Ui dồi ôi, có zombie lên lác quá các bạn ạ. À các bạn chờ tí nhé. Được rồi. Có zombie lên lag quá các bạn ạ. Mặc dù có zombie nhưng các bạn thấy đấy. Lại kia, lại đây nào con zombie kia. Như các bạn thấy đấy, nếu có chúng ta chặt cái tường mà có cái hòm nhỏ đằng sau đấy thì zombie không thể vào nha các bạn. Chúng ta thì có thể vào một cách hoàn hảo các bạn ạ. Lách qua một cách hoàn hảo các bạn ạ. Và như các bạn thấy đấy, nếu tôi làm như thế này tôi sẽ chẳng phải đấu với đánh con zombie nào cả các bạn ạ. Cùng chuyển thôi nào các bạn. Chiếc hòm cuối cùng các bạn ạ. Té vào đây thôi. Ui dồi ôi. Vẫn bị tụi nó đánh các bạn ạ. Vậy cái nhà này không được Popcorn phê chuẩn. Quá nghèo, quá kinh tởm, quá rác rưởi. Quá đáng khinh các bạn ạ. Chẳng có gì cả các bạn ạ. Toàn đồ tầm thường thôi. Quá buồn khi tôi được cái dây như thế này. Chẳng lẽ tôi đáng bị như này ạ. Quá là đáng ghét luôn. Tôi cho các bạn nhìn thấy lần nữa đồ của chúng ta kiếm được các bạn ạ. Hoàn toàn là đồ bỏ đi các bạn ạ. À đâu, đồ dùng được nhưng mà toàn thứ vớ vẩn đó các bạn ạ. Quá là chán luôn các bạn ạ. Trời ơi, tôi ước là được cái nhà tốt hơn chứ nhà như này quá buồn các bạn ạ. Ôi trời ơi, bực mình quá. Phát cáu lên được. Cũng may là cái nhà này là dây này là dây phục thù các bạn ạ. Nên tôi không phải làm nhiệm vụ. À đâu, dây này là dây tôi làm nhiệm vụ hẳn hoi đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn thì các bạn đã biết. Dây này không phải dây phục thù các bạn ạ. Úi dồi ôi, bao nhiệm vụ được cái dây như thế này. Quá bực mình luôn. Phát cáu lên được đấy các bạn ạ. Quá chán luôn các bạn ạ. Bực hết cả mình. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.